Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV của chúng tôi. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống nha quý vị. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì tiếp tục ngày hôm nay Vượng Hạnh TV xin được cập nhật với tất cả quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước một số cái thông tin về nghệ sĩ Kim Tử Long đã nói về cái câu chuyện của gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì trong cái chuyện lùm xùm trong suốt cái thời gian vừa qua, kể từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời cho đến ngày nay, thì cũng đã có rất là nhiều những cái dư luận trái chiều và có rất là nhiều cái câu chuyện xảy ra trong cái gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh. Sau đây thì nghệ sĩ Kim Tử Long nói lên cái tâm tư của mình diễn ra như thế nào, thì Vượng Hạnh xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Tài sản đó là của Học Đoàn, không ai có quyền nó sai được. Mà anh đang nói đây là về tình tình gia đình thôi. Con người có con với con thú còn thương nhau, đừng nói chi là con người với con người. Mình chỉ nói con người với con vật thôi, còn thương nhau chứ đừng nghĩ con người với con người sống thương. Mà nhất là anh Năm là một người tài, sống thương anh Năm được. Anh biết mà, Bi Bi Dương rất thương nữa là khác, anh Năm gửi lên anh rất là thương và anh rất là quý trọng mà anh nữa. Có những lúc anh em có những cái không có được, nghĩa là cùng chung một ý kiến hay là cùng chung một quan điểm, nhưng mà đó chỉ là cái quan điểm của mỗi người thôi. Còn về tính tình thì anh Năm rất là hiền, thật sự mà nói anh Năm rất là hiền. Cái duyên anh Năm rất là hiền. Trời ơi, kỷ niệm của anh với Năm nhiều lắm. Những chuyến đi Úc trời, hai anh em ngủ chung với nhau, đi chơi với nhau, nói tiếng Anh với nhau, làm sao không thương được, làm sao mà không có kỷ niệm được. Và anh Năm là cái người chỉ dạy anh mà. Tuần anh nhớ là tuần Dương Quý Phi đó, hai anh em ảnh là dàn dựng, nhưng mà anh là cái người mà tổng quan, anh là người tổng quan, còn ảnh là cái người dàn dựng cho kịch bản. Anh với ảnh cũng có nhiều cái gọi là tranh cãi nhau về cảnh trí, về cái này cái nọ, nhưng mà anh vẫn tuân thủ ảnh về biểu diễn. Bên ai cũng mất lòng. Anh của Minh Nai thật sự anh không Minh Nai, anh chỉ là một cái người duy sĩ bạn của anh Linh, người em của anh Linh. Và mong muốn rằng tất cả đều hòa thuận thôi. Năm Vũ Linh với anh thì có nhiều kỷ niệm lắm luôn, có nhiều kỷ niệm lắm luôn. Mọi người không có biết mà những ngày tháng quay phim nè, những ngày tháng đi biểu diễn ở Úc nè, ở Mỹ nè, nhiều kỷ niệm lắm chứ. Anh đã từng chỉ dạy anh trong cái vở Dương Quý Phi mà, An Lập Sơn mà, làm sao không có kỷ niệm được. Còn chuyện hả, vợ chồng chén trong sống còn cua mà, đừng nói chị anh em đúng không mọi người. Anh em với nhau cũng có những lúc là không đồng quan điểm thôi, không đồng quan điểm chứ không phải là gây lộn. Đúng rồi đó Thanh Thanh, mong mọi người nữa là hòa thuận với nhau thôi. Phật đã dạy mà, Phật dạy mình là hãy dẹp hết những mượn tiền, những giận hờn để quá dạy. Quá dạy. Anh luôn 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 muốn nói với mọi người rằng là dĩ hòa vi quý, yêu thương nhau đi. Còn về mặt pháp lý nha, còn về mặt pháp lý, Hồng Loan là chính thức, anh nói chính thức, Hồng Loan là chính thức,
tài sản đó là của Học Loan, không ai có quyền nói sai được. Mà anh đang nói đây là về tình, tình gia đình thôi, thì tình gia đình thôi. Chứ còn về pháp lý thì Học Loan đúng hoàn toàn đó, rồi không có ai có quyền để mà nói gì về Học Loan cả, về pháp lý, về tài sản nha cưng. Thôi bây giờ mình không có nói cái điều đó nữa, mình chỉ nói là hôm nay anh đi hát, anh mong là mọi người ai ở Quy Nhơn á ha, so có chuyện trên đi coi, anh bận quá em đi ăn, nhưng giờ em bên đông My Nguyễn là anh không có bên ai á cưng nha cưng, anh chả bên ai hết á. Nếu như mọi người hiểu được tình bạn là gì á thì mọi người sẽ không nói như vậy đâu. Anh ủng hộ Hồng Loan mà, mọi người không hiểu được đâu. Long chỉ nói với mọi người là những cái tháng năm mà anh Năm Vũ Linh còn sống đó, thì đối với anh Sạc Thành và anh Năm là một cái tình bạn rất tốt, rất tốt. Anh Năm và anh Thành để có được một người bạn như vậy khó lắm, khó lắm. Một người bạn mà tri kỷ khó lắm. Có thể là hai người cũng có những lúc gây gỗ với nhau về những cái quan điểm nó không đúng thôi, nó không đúng, nhưng tất cả cũng chỉ là chỉ là một cái nhỏ thôi. Chỉ là cái nhỏ thôi. Nếu mọi người nói là mọi người thương anh Vũ Linh thì mọi người đừng nói gì nữa hết, hãy cho nó vào trong một cái sự việc ôn hòa, nói với nhau bằng những lời lẽ ôn hòa với nhau, và hãy để pháp lý đưa, hãy để pháp lý vào cuộc. Nói về pháp lý là Hồng Loan đúng 100% nha, Hồng Loan đúng 100%. Người ta chết lên mộ biến cổng. Em ơi đừng nói gì vậy. Thôi bây giờ anh không muốn nói nữa, anh chỉ muốn nói là ai cũng có cái hiểu biết riêng của mình. Anh chỉ mong anh ở đây anh chỉ nói về tình bạn thôi. Hãy để cho anh Năm ảnh nơi xuống vàng ảnh vui vậy thôi. Anh nghĩ rằng mọi người sẽ giúp ảnh giải hòa, giúp ảnh níu kéo lại hai gia đình, ảnh mới vui chứ. Còn bây giờ mà mình cứ làm những cái chuyện như vậy thì ảnh sẽ không vui đâu, không có thiệt, ảnh buồn lắm á. Tại vì anh Năm anh rất là thương gia đình. Bây giờ mọi người cứ nghĩ đi, bây giờ như vậy thì càng làm cho nó ra chuyện lớn thì anh Năm có vui không? Không có vui. Hãy chờ pháp lý, và sau khi mà pháp lý đã quyết định thì chúng ta, lúc đó chúng ta mới nói gì đó. Còn bây giờ mình chưa có nhờ tới, mình chưa có, pháp lý chưa vào cuộc mà anh được biết là Hồng Loan cũng đã sở hữu được căn nhà đó rồi, vậy là hạnh phúc rồi, đúng không? Hồng Loan sở hữu được căn nhà đó có nghĩa là Hồng Loan đã thắng rồi đó, thắng trong cuộc chơi này rồi. Thì thôi bây giờ mình bỏ hết đi, mình dĩ hòa với quý đi. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người có thấy có những cái mà mình muốn mà động cái lương tâm con người á, thì mình cảm thấy mình rất là xót khi gia đình người ta như vậy. Còn muốn ôn hòa không, Hồng Loan muốn ôn hòa, tất cả cũng ôn hòa, mà chỉ có mọi người nghĩ người ta không muốn ôn hòa thôi. Hãy để cho gia đình người ta tự dàn xếp với nhau. Nếu dàn xếp không được thì sẽ có pháp lý. Tin tưởng như vậy, tin tưởng như vậy. Đúng rồi, Đặng Ngọc Nhi ơi, em nói rất là đúng, giảng qua cho hai gia đình người ta. Hãy việc làm gì là người ta cũng là cục thịt mà. Các trường hợp nếu gia đình mình mà sáu thịt nồi da như vậy, mình có đau không? Đau lắm. Bây giờ ông trời á, Đức Phật nói là mình chỉ cần mình làm một cái điều hòa giải cho hai gia đình người ta ôn hòa với nhau là đó là cái phước báo lớn nhất. Đúng rồi Lily, thôi bây giờ anh bỏ chuyện đó nha, không nói chuyện đó nữa. Tại vì mọi người cứ comment hỏi anh, thôi anh không nói nữa nha, anh tới đây anh không nói nữa. Anh chỉ muốn nói với mọi người một điều là ngưng, và hãy để cho luật pháp người ta đi vào nha. Còn bây giờ là tối nay anh hát ở Quy Nhơn, hay ở Quy Nhơn thì đi xem anh hát nha.
chứ đừng mình đừng có lấn sâu vô nữa. Đúng rồi, ăn chân chính đúng rồi, đúng rồi. Đúng là trên là cộng đồng, cộng đồng mạng. 100 người và 100 ý không, đúng không? Không có ai cùng trùng ý hết trơn á. Thì ai cũng nói gì nói trên mạng mà. Trên mạng là một cái gì đó mà để cho họ có thể họ phát biểu bằng cái cảm tính của họ. Mình không có thể nào mình bắt người ta phải nghe mình. Cảm ơn mọi người. Những ai mà cho Lâm nói đúng á thì Lâm cảm ơn, còn những ai mà cho Lâm nói sai hoặc là nói xạo thì thôi, đừng Lâm cũng cảm ơn vì đã nghe Lâm tâm sự. Nghe tâm sự mới biết Lâm nói sai hay là đúng thôi. Thì thôi, bây giờ mình sai hay đúng gì có trời Phật biết thôi. Đến ngày hôm nay mà Lâm được như vậy cũng là do trời Phật giúp cho Lâm thôi. Chứ có nghệ sĩ nào, bây giờ mọi người nhìn đi, có nghệ sĩ nào mà được tồn tại lâu không? Chỉ có những người nghệ sĩ họ sống một cái tâm, họ làm việc tốt thì họ mới sống trong lòng công chúng và sống mãi và được trời Phật phù hộ thôi. Nguyễn làm dâu trăm họ, đúng rồi, người này làm dâu trăm họ gì, làm dâu triệu họ luôn chứ không phải trăm họ nữa. Phạm Hồng về Bến Tre vui thiệt là vui luôn. Anh không có Bình Nai hết trơn, trời ơi, từ nãy giờ mọi người có nghe tôi nói tôi Bình Nai không trời? Tôi đâu có Bình Nai đâu, tôi chỉ nói là mọi người cô bỏ qua hết đi để cho gia đình người ta ngồi lại với nhau để mà không có nồi da sáu thịt nữa. Tôi chưa có Bình Nai hết trơn á, tôi chỉ muốn là lấy cái lời Phật dạy làm chúng ta hãy gắn kết, hãy giúp họ gắn kết lại với nhau để cho họ trở thành một gia đình thôi. Chứ Lâm không có nói bên ai mà Lâm bỏ ai hết trơn á nha mọi người. Lâm vẫn luôn nói là đến giờ phút này mọi người hãy bình tâm lại và để cho gia đình được hòa thuận với nhau thôi. Còn gia tài đó vẫn là của Hồng Loan. Lâm đến giờ phút này Lâm nói gia tài đó vẫn là của Hồng Loan mà. Chứ Lâm đâu có nói là tại sao Hồng Loan không chia cho Hồng Phượng, hay là tại sao mà mọi người lại đi nói thế này thế nọ phải chia của chứ Hồng Phượng. Lâm đâu có nói vậy đâu, trời tội nghiệp quá. Tội nghiệp tôi không có nói lắm nha. Lâm xin đính chính là Lâm có nói đó. Đến giờ phút này Lâm có nói gia tài đó, căn nhà đó, trên pháp lý vẫn là của Hồng Loan. Không ai có quyền vào đây để mà lật ngược thế cục được hết trơn. Lâm chỉ nói là mọi người ơi, thôi bây giờ chuyện nó đã vậy rồi, cái gia tài đó, căn nhà nó của Hồng Loan rồi, cho ở hay không ở là do Hồng Loan thôi. Hiểu không? Do Hồng Loan thôi. Bây giờ chúng ta hãy làm sao giúp cho gia đình họ hiểu nhau và xóa bỏ hận thù đi vậy thôi, để cho anh Năm ở nơi xuống vàng ảnh vui thôi. Chứ anh xuống vàng ảnh thấy con ảnh với lại cô sáu người em, mấy đứa em của ảnh mà nồi da sắt thịt, ảnh có vui không? Trời ơi, thôi vô Phật cái chuyện với lại những người không hiểu chuyện.